Rồi Thuận xin chào anh em. Hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em, đây là cái file độc nhất của Thuận. Hồi đó giờ Thuận đi làm kinh tế, Thuận chưa bán cho ai hết. Thì hôm nay Thuận đăng lên để Thuận chia sẻ với tất cả những anh em đã lấy tiếng chia sẻ bên Thuận, cũng như những anh em chưa lấy, nếu cần thì Thuận sẽ đưa cái file này cho anh em. Bản gốc không có tiếng nhạc tràn vô nha anh em. File này là kiểu kêu cố rút hết bài xong mà nó quyết định nhảy xuống. Anh em nghe đi đánh chia sẻ lâu năm sẽ hiểu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu cần cấp hai chia sẻ gốc này thì liên hệ số điện thoại là 070825279 gặp Thuận để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu cần cấp hai chia sẻ gốc này thì liên hệ số điện thoại là 070825279 gặp Thuận để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu cần cấp 2 chia sẻ gốc này thì liên hệ số điện thoại là 070825279 gặp Thuận để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu cần cấp 2 chia sẻ gốc này thì liên hệ số điện thoại là 070825279 gặp Thuận để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu cần cấp 2 chia sẻ gốc này thì liên hệ số điện thoại là 070825279 gặp Thuận để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều.